Rồi đời thủa nhà ai mà lại xét tính chẵn lẻ bằng xúc xắc bao giờ không? Các bạn đừng như bạn Tờ Linh nhá. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người cách bấm máy tính xét tính chẵn lẻ của tất cả các hàm số luôn. Và đặc biệt quan trọng đối với bạn 2K6, bởi vì bài đầu tiên bạn sẽ học là bài hàm số lượng giác, và trong đó có dạng bài tập là xét tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác. Và sau đây sẽ là cách bấm máy tính mà nhìn trực quan nhất nhá, nhìn phát là nhìn thấy hiểu luôn. Rồi, thì câu số 1 thì thầy bấm máy tính dành cho máy 580. Thì bước số 1 này, đó là các bạn bật chế độ GX cho máy tính lên. Thì làm thế nào để bật được? Mọi người bấm là Shift Mode xuống. Số 1 là bảng giá trị này. Đó, đây có dòng FX và FX và GX đúng không? Mọi người chọn dòng FX và GX. Số 2 này. Rồi, sau đó mọi người bật chế độ table lên, mode 8. Đối với tập lượng giác thì mọi người nên chuyển về chế độ Ryan, bấm cho nó chính xác, thì bấm là Shift 1 2 2. Rồi, FX thì mọi người nhập đề bài vào.